Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng lên khi Iran và các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến tại khu vực đang chuẩn bị đáp trả Israel về vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniel và chỉ huy Hezbollah Fuad sắc hồi đầu tuần trước. Một trong những quan điểm được ủng hộ ở Iran là họ cần phải thể hiện phản ứng kiên quyết mạnh mẽ và sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến để giảm leo thang Hamid Riza Azizi, chuyên gia về Iran và là thành viên của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu tại Doha, Qatar phát biểu. Các nhà lãnh đạo Iran nghĩ rằng nếu không làm như vậy thì Israel sẽ không dừng lại và sau một một thời gian các quan chức Iran có thể bị Israel nhắm mục tiêu công khai, ông nói thêm. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố rằng bổn phận của đất nước ông là phải trả thù cho thủ lĩnh Haniel sau khi ông này bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Massoud Pezeshkian vào ngày 30 tháng 7. Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng Iran cáo buộc chính họ đứng sau vụ ám sát này. Vài giờ trước khi ông Haniel qua đời, Israel đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa nhằm vào một tòa nhà dân cư ở Dahiya, quận Đông Đúc ở thủ đô Beirut của Liban. Vụ tấn công đã khiến chỉ huy nhóm Hezbollah ông Fuad Sak cùng với một phụ nữ và hai trẻ em thiệt mạng. Israel tuyên bố vụ bắn tên lửa lần này là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng đạn pháo của Hezbollah đã khiến 12 trẻ em ở cao nguyên Golan thiệt mạng. Tuy nhiên Hezbollah phủ nhận trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng triển vọng chiến lược chung vẫn như vậy theo nghĩa là Hezbollah không muốn leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn. Ông Nicholas Brandford chuyên gia về Hezbollah tại Atlantic Council, một nhóm nghiên cứu tại Washington bình luận. Đó có thể là hành động theo từng đợt với trục kháng chiến do Iran dẫn đầu và sau đó là các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang khác, ông nói thêm. Tôi nghĩ rằng họ sẽ nhắm vào một mục tiêu quân sự cấp cao, những thuyết âm mưu. Theo một cuộc điều tra của New York Times, thủ lĩnh Hamas Haniel đã bị ám sát bởi quả bom do tình báo Israel đặt tại đó cách đây khoảng 2 tháng nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của ông đến Iran. Bà Nega Motazavi, chuyên gia về Iran và là thành viên cấp cao của Trung tâm Chính sách Quốc tế CLIP, lập luận rằng đây có thể là vụ ám sát bí mật như những vụ việc mà tình báo Israel đã tiến hành trước đó nhằm vào. Với các quan chức hạt nhân Iran, cả hai bên đều có lợi ích trong việc thúc đẩy những thuyết âm mưu như thế, chuyên gia Motazavi nhận định. Iran muốn xem vụ ám sát như một cuộc tấn công vào chủ quyền của họ, và Israel muốn nói rằng đây chỉ là một phần của cuộc chiến tranh ngầm một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các hoạt động bí mật trước đây, chuyên gia này nói thêm. Ngoài ra, theo chuyên gia Mottazavi, Israel đang cố gắng khiêu khích Iran phát động một cuộc tấn công lớn, vốn buộc các nước đã ra tín hiệu không muốn bị kéo vào cuộc chiến tranh khu vực phải trực tiếp tham gia vào phe của họ. Bà đã nhắc đến cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran tại Syria vào tháng 4, khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm cả hai vị tướng Iran. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng Israel đã tính toán sai lầm khi tấn công đại sứ quán vì không ngờ Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ như vậy theo New York Times. Thực tế là vào ngày 13 tháng 4, Iran đã trả đũa bằng cách bắn một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel sau khi nói rằng đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh của mình đầy đủ. Mỹ về cơ bản đã nói rõ với Israel rằng họ sẽ ở đó để bảo vệ theo Avi, nhưng không tấn công Iran bà Motazavi cho biết để giải thích lý do tại sao Israel không có hành động leo thang thêm sau cuộc tấn công của Iran. Ông Azizi, chuyên gia về Iran cũng cho biết Tehran coi cuộc tấn công đại sứ quán là tính toán sai lầm của Israel nhưng việc ám sát ông Haniel ngay tại lãnh thổ nước này được coi là hành động khiêu khích trực tiếp. Dựa trên những gì tôi thấy, lần này Iran có thể không thực sự đưa ra cảnh báo chính xác trước cho Mỹ và các đồng minh của Washington trong khu vực về cuộc tấn công tiếp theo của họ nhằm vào Israel, ông nói. Iran coi các hành động trước đây không có tác dụng ngăn chặn Israel. Rủi ro leo thang Một số nhà phân tích cảnh báo một cuộc tấn công lớn của trục kháng chiến có nguy cơ giết chết binh sĩ hoặc thường dân Israel, do đó làm dấy lên nỗi lo về một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Chuyên gia HAGE Ali cũng cho rằng, việc Israel phản ứng không cân xứng đối với các cuộc tấn công trước đó của Hezbollah đã đưa khu vực này đến gần hơn với chiến tranh. Ví dụ vào ngày 8 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã bắn tên lửa vào các vị trí của Israel tại Seba Farms, vùng lãnh thổ của Liban do Israel chiếm đóng chuyên gia hage ali cho biết israel trả đũa bằng cách bắn sâu vào lãnh thổ liban khởi động chu kỳ bạo lực leo thang kéo dài đến nay ông azizi thừa nhận rằng rủi ro xung đột đang cao hơn rất nhiều ông cho biết kể từ sau khi thủ lĩnh hamas bị ám sát iran đã công khai nói về việc phối hợp phản ứng với các đồng minh trong khu vực chuyên gia hage ali cho biết điều đó sau đó sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn của israel và sau đó sẽ dẫn đến nhiều cuộc tấn công trả đũa dẫn đến chiến tranh toàn khu vực trung đông Thông tin trên được Al Jazeera dẫn từ thông báo kết quả điều tra của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC hôm mùng 3 tháng 8. IRGC nêu rõ kết quả điều tra cho tới nay khẳng định thủ lĩnh Haniye bị ám sát bằng một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7 kg thuốc nổ được phóng từ bên ngoài vào nơi ở của ông. Thông báo cũng nhấn mạnh Israel sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc vào thời điểm và địa điểm thích hợp vì vụ ám sát ông Haniye họ cũng cáo buộc vụ ám sát thủ lĩnh hamas được hỗ trợ bởi mỹ nhưng không nêu chứng cứ đây là thông báo chính thức đầu tiên của iran về nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến ông Haniye thiệt mạng israel cho tới nay không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc trong khi mỹ nhấn mạnh họ không biết và không liên quan đến vụ ám sát ông Haniye. cái chết của thủ lĩnh hamas đe dọa đẩy trung đông vào cuộc xung đột sâu sắc hơn trong bối cảnh israel tiến hành cuộc chiến không ngừng nghỉ ở giải gaza Thủ lĩnh Hadiye và vệ sĩ của ông thiệt mạng trong phòng ngủ ở nhà khách chính phủ Iran tại Tehran vào sáng sớm 31 tháng 7. Thủ lĩnh 62 tuổi thiệt mạng khi sang Iran dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Macho Pejeskian. Vụ ám sát thủ lĩnh Hamas xảy ra vài giờ sau khi chỉ huy cấp cao của Hezbollah là ông Fuad Shu thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Hàng ngàn người hôm mùng 2 tháng 8 đã tham dự tang lễ của ông Haniye tại một nhà thờ Hồi giáo ở thủ đô Doha của Qatar. Iran và các tổ chức Hồi giáo thân cận với nước này cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát ông Haniye. Theo lời các quan chức Iran nói với New York Times hôm 31 tháng 7, đại giáo chủ Ali Khamenei đã chỉ đạo tấn công trực tiếp vào Israel. Iran cân nhắc kịch bản tấn công. Israel đã ám sát nhiều quan chức Iran cũng như các nhóm Hồi giáo thân Iran tại Trung Đông, nhưng nguy cơ xung đột trực diện giữa Iran và Israel đã lớn hơn nhiều kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, thời điểm Israel phát động cuộc chiến tranh tiêu diệt tổ chức Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Hồi tháng 4, Iran lần đầu tiên trực tiếp phóng hơn 300 tên lửa và drone vào lãnh thổ Israel mà không sử dụng các lực lượng ủy nhiệm. Đó là động thái nhằm đáp trả việc Israel ám sát các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC tuy nhiên giới quan sát nhận định vụ ám sát ông hannig lần này đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng không chỉ đối với cuộc chiến ở giải gaza mà còn với mối quan hệ vốn dĩ thù địch giữa israel và iran nếu israel thực sự đã giết ông hannig đây sẽ là lần đầu tiên nước này tấn công vào lãnh thổ iran bằng phương tiện bay phóng từ bên ngoài từ đầu tháng 7, chỉ huy Ami Ali Hanzizadeh của IRGC đã từng nói, chúng tôi đang đợi thời cơ tấn công trực tiếp lần hai vào Israel với số lượng tên lửa và máy bay nhiều hơn nữa. Theo đài Al Jazeera, hiện Iran có kho tên lửa lớn nhất Trung Đông, bao gồm các loại tên lửa siêu thanh vì lý thuyết đủ sức vươn tới Israel chỉ trong vài phút. Mặc dù vậy, cách thức và quy mô trả đũa của Iran lần này vẫn là điều chưa rõ. Đại giáo chủ Khamenei, Tổng thống Marshal Pezeskian và IRGC đều chưa tiết lộ đây là một cuộc tấn công trực tiếp, tấn công bất đối xứng hay một nỗ lực phối hợp với các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong trục kháng chiến. Nếu Iran và các nhóm ủy nhiệm cùng đánh Israel, điều này đồng nghĩa chiến tranh lan rộng trên nhiều mặt trận. Song theo chuyên gia về Iran, Nega Motazavi, hồi tháng 4, Iran đã không muốn có sự leo thang đáng kể sau khi Israel tấn công vào tòa nhà lãnh sự quán của họ ở Syria. Iran đã trả đũa nhưng theo một cách giảm thiểu tác động từ cuộc tấn công của mình nhằm tránh bước leo thang lớn. Tôi cho lần này cũng sẽ tương tự. Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Quốc tế Washington, Mỹ nói với đài Al Jazeera đùa với lửa những ý kiến như của bà mata Zavi, nêu trên cho thấy các cuộc tấn công của israel có thể an toàn với mục đích kép vừa khiến iran mất mặt và gửi thông điệp đe dọa cho sự an toàn của các nhóm hồi giáo thân iran vừa có khả năng tiếp tục củng cố vai trò một lãnh đạo thời chiến cho thủ tướng israel benjamin netanyahu Hiện nhiều ý kiến tin rằng số phận của ông Netanyahu đang nằm trong tay các bộ trưởng cánh hữu ở nước này. Dù vậy, kể cả khi các bên đều sáng suốt và không mắc sai lầm, bản đấu chí này vẫn tiềm ẩn mối đe dọa lớn và lâu dài. Lữ đoàn Qassam, nhánh quân sự của Hamas, gọi vụ ám sát ông Haniyeh là sự kiện nguy hiểm có thể mang tới hậu quả lớn cho toàn bộ khu vực. Trong khi đó, trên mạng xã hội X, cựu Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif dùng lập luận thường thấy của phe thân Iran cho rằng Thủ tướng Israel Netanyahu cố ý kéo dài xung đột để giữ vị thế, tự cứu lấy sự nghiệp chính trị của mình. Ông Zarif viết, Mỹ và Liên minh châu Âu lúc này phải nhận ra rằng sự tồn vong của ông Netanyahu phụ thuộc vào cái chết và sự hủy hoại. Đã đến lúc phương Tây ngừng che chở cho sự điên rồ của ông Netanyahu, đồng thời cùng thế giới chấm dứt tình trạng hỗn loạn tự sát của ông ta. Phe Iran có vẻ đoán chắc ông Netanyahu cố dùng chiến tranh để duy trì quyền lực, nhưng cũng thừa nhận nhiệm vụ quan trọng nhất của Thủ tướng Israel vẫn là số con tin tại giải Gaza. Gần 10 tháng chiến tranh ở Gaza, các khảo sát gần đây tiếp tục cho thấy công chúng xem việc giải cứu con tin là ưu tiên hàng đầu, chứ không phải quét sạch Hamas hay các chiến dịch nhỏ lẻ. Hồi tháng 5, ngay cả một cuộc khảo sát trên tờ báo cánh hữu Khai Yom cũng cho thấy có 28% người trả lời nói kịch bản chiến thắng của Israel phải là giải cứu con tin, trong khi chỉ 17% xem bức tranh diễn tả sự hủy diệt dành cho Hamas là chiến thắng. Quan trọng hơn, cơn giận của Iran cũng tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh hạt nhân, kể cả khi Iran không thể sản giận bằng việc tấn công đủ mạnh vào Israel. Tehran cũng sẽ có cớ đẩy mạnh chương trình hạt nhân khi họ nhận thấy nhiều mối đe dọa an ninh cho khu vực. Đối với những nước mong muốn Iran giữ cam kết không làm giàu urani và không chế tạo vũ khí hạt nhân, việc ngăn Israel khiêu khích cũng là mục tiêu cần đạt được.